Cho nên chúng ta còn sở hữu tài sản, chúng ta phải cúng dường bố thí bằng tài sản của mình thì mình mới chuyển được cái tâm tham. Còn các thầy bố thí hết rồi, cho nên tham đắm đối với tài sản là các thầy không còn. Cho nên là nói rằng các thầy đã hồi hướng cái đấy cho tất cả các oan gia cháy chủ mà trong tiền kiếp trước các thầy đã có thể lừa đảo dối gạt tài sản, các thầy bố thí hết rồi, xong rồi. Còn chúng ta thì đang sở hữu muốn có tài sản, cho nên chúng mới theo báo mình, đòi mình. Còn các thầy bố thí hết rồi còn đâu nữa. Đấy, nhá. Thế cho nên là oan gia cháy chủ là những người mà kiếp trước mình theo mình hại họ thế nào thì bây giờ theo tâm mong cầu của mình họ sẽ hại mình như vậy. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người mới vừa xem xong cái clip, mọi người có ý kiến như thế nào để dưới phần bình luận cho mình biết nha. Còn riêng mình cảm thấy nó rất là phi lý. Đó. Mình có một số câu hỏi mình muốn hỏi như thế này. Trong đạo Phật có dạy chúng ta trục vong, gọi hồn hay là quan gia trái chủ gì không? Đức Phật có dạy chúng ta là cúng tiền cho vong linh để mà vong linh nó không đòi nợ chúng ta không? Đó. Và cái điều mà cô Đầy đang nói đó, theo mọi người nghĩ có phải là mê tín dị đoan không? Đúng không mọi người? Từ đó bây giờ mình chưa bao giờ nghe ai nói là cúng tiền cho vong linh cả. Vong linh là ăn được tài sản à, ăn được tiền bạc à. Đúng không mọi người? Điều đó đều cực kỳ vô lý. Thì mọi người cứ nghĩ đi. Nếu như mà chúng ta cúng dường, cúng tài sản, đúng không? Đi giải quan gia trái chủ, gọi vong, trục hồn, trục ơ mà chúng ta hết bệnh, thì bệnh viện nhà nước mở ra để làm gì? Đúng không? Nếu như mà nói như vậy thì bệnh viện nó đâu có đông như vậy. Nếu mà nói như vậy thì bệnh viện nhà nước để làm cảnh à? Đúng không mọi người? Những người mà nói như vậy, họ bệnh họ có đi bệnh viện không? Đúng không mọi người? Điều đó đều cực kỳ thực tế. Chúng ta bệnh ai cũng phải đi bệnh viện. Nếu như mà cúng dường, cúng tài sản mà hết bệnh thì nhà nước đâu mở bệnh viện để làm gì? Đó. Cái điều đó là điều chúng ta cần phải nhìn nhận. Chúng ta đừng có mê muội. Và những ai đã từng mà đi gọi vong, trục hồn như vậy đó, thử hỏi họ có hết bệnh không? Đó. Những người đó có hết bệnh hay không? Nha mọi người. Chứ mà cái vụ mà ông Võ nằm yên đó, ông chị bệnh đó, mình dám chắc với mọi người 100% là ông chị không hết. Tại vì ở xóm mình đã có người đi kiếm ông để trị, nhưng mà về có hết đâu. Tiền mất tật mang. Điều đó là các cô chú lớn tuổi nên chú ý. Nên chú ý và thật sự là bình tĩnh. Đừng có mê tín gì đâu như vậy. Đâu mà ra mà trục vong trục hồn, đâu mà ra cúng tiền cúng tài sản mà hết bệnh. Nói như vậy mấy bệnh viện nên dẹp hết. Đúng không mọi người? Mình sẽ cho mọi người coi một cái điều này nè. Nó còn vô lý hơn cái điều này nữa. Mời mọi người coi clip nha. Vô. Thứ bảy là tăng ly mà có lỗi thì phải do tăng đoàn cử tội như pháp. Đó là cư sĩ Phật tử không được phép kể tội của người xuất gia. Không được nói xấu sau lưng của người xuất gia. Cũng không được tuyên truyền lỗi lầm của người xuất gia. Cái đó trong kinh trong luật nói là thà phá tháp hủy tượng. Không được nói lỗi của người xuất gia. Chúng ta phá chùa phá tượng, tội không nặng bằng tội nói xấu người xuất gia. Không bằng tội kể lỗi của người xuất gia. Không nặng bằng cái tội đi tuyên truyền tội lỗi của người xuất gia. Bởi vì khi mà chúng ta khởi cái tâm như vậy thì trước hết đối với chúng ta nó tổn thất cái gì? Tổn thất cái tâm cung kính. Chúng ta trông thấy một người như thế thì chúng ta nghi tới vạn người đều như vậy. Tu hành Phật pháp là một phần cung kính, một phần lợi ích. Mà mất đi cái cung kính này thì lập tức là chúng ta tổn đức. Đó, mọi người nghe đi, mọi người nghe đi, mọi người chịu nói không? Còn mình là mình bó tay với ông này luôn. Mấy ông làm đúng đi, thấy không? Mấy ông làm tốt cái việc của mấy ông tu hành đi. Ai nói gì mấy ông đâu? Mấy ông giảng pháp đàng hoàng thì ai nói gì mấy ông đâu? Người ta còn tán thán, người ta còn khen mấy ông. Còn mấy ông làm tầm bậy tầm bạ, mấy ông giảng tầm bậy tầm bạ thì người ta phải nói mấy ông. Người ta phải lên tiếng chứ. Tại vì ông thuyết pháp cả ngàn mấy chục ngàn người người ta xem. Mà ông giảng tầm bậy tầm bạ, gieo vô đầu họ những cái thứ tầm bậy tầm bạ. Ảnh hưởng biết bao nhiêu là con người mà ông không cho người ta lên tiếng. Đúng không? Còn ở đây
người ta không có nói chung, người ta chỉ nói một số cá nhân giảng bá láp bá sàm, người dân người ta bực mình ta lên ta phản biện thôi. Mấy ông mắc mới, mấy ông cấm không cho người ta nói, mấy ông nói tầm bậy không cho người ta nói. Mấy ông làm đúng đi, thấy không? Như mấy vị chân tu đó, người ta tu hành đàng hoàng có ai nói mấy họ đâu. Người ta vẫn tán thán, người ta vẫn yêu quý họ đó thôi. Đâu phải mấy ông xuất gia là mấy ông muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Mấy ông là người xuất gia, mấy ông phải nói càng chuẩn và phải càng cái ngôn từ của mình phát ra nó phải hợp lý. Mình phải cẩn thận. Mấy ông xuất gia là mấy ông phải như vậy mới hơn người ta được chứ. Mấy ông xuất gia mấy ông nói chuyện đàng hoàng, mấy ông giảng pháp hợp lý, mấy ông độ đời đó, thì Phật tử người ta sẽ yêu quý mấy ông. Tại sao mấy ông lại cấm người ta nói, mấy ông nói tầm bậy người ta phải nói bình thường. Ở đây người ta nói một số cá nhân, một vài cá nhân đó, giảng nó không đúng với đạo Phật, nó ảnh hưởng rất nhiều người, và những cái cá nhân đó đã bị cấm giảng đó. Chứ mấy ông mà tu đúng, mấy ông làm đúng ai nói gì mấy ông, đúng không? Ở đời mấy ông làm đúng không ai nói gì vậy. Mấy ông làm bậy bạ thì người ta phải nói thôi. Nhưng mắc gì cấm người ta, không cho người ta nói. Tự nhiên người ta, mấy ông làm bậy người ta nói ông, cái ông nói người ta mất đức. Ông làm bậy thì người ta nói ông, chứ người ta đâu có nói hết những người tu hành đâu. Đúng không? Đâu có ai quy chụp kiểu vậy. Tu hành cũng có người này, người kia, cũng có người tốt, người xấu. Người nào xấu, người nào nói bậy bạ thì người ta nói, còn người nào tốt thì người ta vẫn tán thưởng, người ta khen. Tự nhiên ông cấm người ta không cho người ta nói không? Mấy ông đi xuất gia hơn cha người ta nữa không cho người ta nói. Ông ra đường ông làm tầm bậy tầm bạ coi. Tử người ta nói không? Rồi ông nói như vậy làm mất cái tâm cung kính. Ông thấy có ai đi kính trọng, đi tôn trọng mấy cái người mà ăn nói tầm bậy tầm bạ không? Có ai mà kính trọng hay tôn trọng những cái người làm tầm bậy tầm bạ không? Đúng không? Những người làm tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ. Ai mà tôn trọng, ai mà kính trọng mấy người đó mà mất cái lòng tôn kính. Đúng không? Ông giảng tầm bậy tầm bạ, ông nói tầm bậy tầm bạ, ai mà kính trọng ông mà mất cái lòng tôn kính. Người ta chỉ tôn trọng mà kính trọng những cái vị mà chân tu, những cái người mà giảng pháp độ đời. Còn mấy người mà đi nói tầm bậy tầm bạ, nói bá láp bá sàm, ai kính trọng mà mất cái lòng tôn kính. Ở đây không ai nói chung, người ta chỉ nói một số cá nhân thôi ha.